chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc theo đó. Hai phương án này được Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi lên Thượng tướng Võ Minh Lương và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh từ 23 tháng 8 đến 6 tháng 9, trong đó phương án thứ nhất là tổ cung ứng sẽ đảm bảo 100% nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh ngoài sự cung ứng của siêu thị. Cụ thể, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm hàng ngày của thành phố Hồ Chí Minh là 7.610 tấn chưa bao gồm trứng gia cầm. Trong đó, một ngày thành phố tiêu thụ 2.000 tấn gạo, 750 tấn thịt heo, 4.200 tấn rau củ, thịt gà 660 tấn và trứng gia cầm 2,2 triệu quả. Để đáp ứng nhu cầu cho phương án này, tổ công tác đã có kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng cụ thể với số lượng lên tới 10.200 tấn một ngày chưa bao gồm 4 triệu quả trứng gia cầm. Như vậy, với phương án thứ nhất, sau khi cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh thì nguồn hàng vẫn còn dư thừa để phân phối đi các nơi khác hoặc xuất khẩu. Đối với phương án 2, ngoài cung ứng của hệ thống siêu thị, tổ công tác đáp ứng 50% nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nhu cầu của thành phố theo phương án này là 3.800 tấn lương thực thực phẩm mỗi ngày. Trong đó, một ngày thành phố Hồ Chí Minh cần 1.000 tấn gạo, 2.100 tấn rau quả, thịt heo 370 tấn, thịt gà 330 tấn, trứng 1,1 triệu quả. Với phương án này, tổ công tác đã xây dựng kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có địa chỉ cung ứng cụ thể với số lượng 4.500 tấn một ngày, song song với các mặt hàng trọng yếu trên đã được kết nối. Tổ cung ứng còn cho biết có thêm nhóm doanh nghiệp sản xuất cá tra có thể đáp ứng 570 tấn cá một ngày. Tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được kết nối và sẵn sàng cung ứng khi thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu. Tổ công tác nhấn mạnh và cho biết nguồn hàng để cung ứng luôn dồi dào và nhiều hơn so với sức tiêu thụ. Trước đó, Tổ công tác 970 cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành Nam Bộ thành lập và duy trì Tổ công tác kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản tại địa phương. Tổ này đã liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Bộ, hình thành các nhóm hỗ trợ và thu mua nông sản tại thời điểm này và trong thời gian tới. Theo đó, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như gạo, thịt heo, thịt gà, trứng, rau củ quả đảm bảo cung ứng cho người dân thành phố trong 15 ngày siết chặt giãn cách theo tính toán của Tổ công tác. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, hầu hết mặt hàng lương thực thực phẩm ở Nam Bộ cho thấy đều dư thừa sau khi cung cấp đủ cho thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cụ thể, sau khi cân đối cung cầu, gạo ở Nam Bộ dư 3 triệu tấn, rau củ 1,5 triệu tấn và hàng triệu tấn trái cây. Mới đây, Bộ cũng đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh triển khai diện rộng gói combo nông sản giá 100.000 đến 150.000 đồng túi 10 ký. Mục đích giúp nông dân tiêu thụ được nông sản đang ùn ứ tại tỉnh và giúp người tiêu dùng tại các khu cách ly, khu nhà trọ công nhân ở thành phố tiếp cận được nông sản tươi giá rẻ bình quân 10.000 đồng một ký. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.